Ngày mới lại bắt đầu, mình xin chào các bạn và mọi người nha. Chúc các bạn và mọi người có một ngày thật vui và thành công. Đây chính là cây lá cách nha. Mình sẽ quay cho các bạn nào mà không biết nè. Thường ở quê mình sử dụng cái lá cách để ăn sống, như ăn bánh xèo hay là cuốn cái này cái kia. Nó có cái mùi vị độc lắm. Đặc trưng, nói chung là nó hơi hôi nhẹ, nhưng mà mình ăn quen thì nó là thơm chứ không phải là hôi. Có thể là dùng để xào nè, nè. Bữa nay nhà mình có được 3 trái mít. Mít nó bị thúi, trời mưa nó bị thúi với chuột nó đục à. Cái này là heo của chú gần nhà nuôi á, cho nên mình mua lại miếng, chứ không dạ, nói chung vịt heo cũng dám ăn thịt heo. Heo nhà chú nó nuôi cho nên là mỡ rất là nhiều nè. Lóc ra để lấy thịt rồi, mỡ này mình cắn để lấy mỡ xài. Cái này là heo rừng lai nha các bạn, lần trước có mua một lần rồi, ăn rất là ngon. Tại vì cái chú này chú xách ba cái đồ cặn cho ăn không mà, chứ không có nuôi thức ăn. Đây là sườn cọng ha, mình ướp xong rồi mình chiên. Nghe bớt xả nè, bằm miếng xả vô. Xả mập quá trời mập luôn. Hôm nay trời mưa xuống mập ù à. Mới mưa qua thôi mà. Hôm nay nắng chết. Đi dây nâu, vô. Tật 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 tật.
trước trước nha chi cho mệt em đập nó dập cái xé ra bỏ vô rồi chở mên hết mà chị cho hát rồi vô. Cái này mình nấu thêm miếng canh bầu nha. Canh bầu cá lóc. Đơn giản là chúng ta đã có một nồi canh bầu cá lóc. Có một chút nhầm lẫn đó là Thắng cái chảo mở xong rồi chị hai không sử dụng mà lấy dầu xài. Quên á, xài dầu cái quên mở. Dầu mở nó ngon nha. Ừ. Để mang vô. Đã lâu rồi mình không có chiên cơm ăn nha. Đến xào măng rồi giá mẹ hai ba thứ năm xào hến này hủ dí hủ tiếu mà có măng đây măng tươi giá nãy ít măng tươi nhà trồng. Ủa, cái đất không ham chạy đất trắng nước khô khô nè đất nếp á. Hai nấu chè luộc đi cái này luộc nó ngon à. Để thi đi nấu đây rồi sẵn củi kìa à. Xào xong bắt lên luôn rồi, này có bắp ăn nữa nha. Bắp mới hái ăn ngọt lắm đó. Nhìn để giá vô quên nó hẹ nữa. Ồ. Chè trái cây. Ồ, ăn cơm xong mới được ăn. Thấy chưa? Con thấy chưa mà thèm? Chưa. Ăn cơm xong mới ăn được con ơi. Cảm giác hủ tiếu có chút xíu vậy mà. Làm ít mà có sườn chiên rồi đó, ăn cơm thêm miếng này. Mày làm giống về thế. Rồi. Rồi cái kia mình xào xong trộn hủ tiếu mình trộn lên thôi. Cái này kêu bằng hủ tiếu trộn chứ không phải là hủ tiếu xào. Rồi, mà trộn hủ tiếu này mềm quá rồi. Hủ tiếu xào á là mình trộn xong mình xào trực tiếp trên bếp luôn, mới gọi là hủ tiếu xào. Nó giống như áp chảo luôn vậy đó. Này lấy kéo hớt mà được dài quá. Còn này là hủ tiếu trộn. Này nó kéo nhấp bớt mà được. Cái này anh chị cũng trộn hơi mềm quá rồi. Nó vừa chín ấy tới ngon này chín gục quá rồi. Này nắm lên em. Rồi cái bên đây mình làm gì nữa? Chiên thịt. Chiên thịt. Sườn. Sườn á. Để thịt, để sườn cho chiên đi.
Bán gì vậy? Bán miếng keo ơi. Cô bán gì vậy cô? Nó cách vậy. Anh đưa cho mẹ mua hết đi con. Không. Bán cho 5.000 nha. Bán gạo, bán gạo lấy tiền trồng găng hay gì? Bán gạo lấy tiền trồng găng chứ gì? Hủ tiếu xào này mình phải phải có bánh mình cuốn lá cách, mình phải chấm với nước mắm. Nước mắm không có pha nước chín để nguội. Mình nước mắm nguyên xiên luôn. Hôm nay má dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi hết rồi. Cho nên nhà vắng que. Có mấy đứa nhỏ mà vui. Đi hết vắng que rồi. Còn đứa nhỏ này nè. Còn đứa này hả? Rồi mình mời các bạn đi dùng cơm với mình nha. Đi xuống sườn lóc cơm. Sườn lóc mẹ xé. Đây mẹ xé cho. Dạ. Các bạn biết cái này là cái gì không? Dạ. Sườn nấu cơm. Sườn nấu cơm hả? Sự cái đó đó là cái phần xả non đó, mình chiên cho nó giòn. Thường hồi lâu mình có làm cái món ếch đó, ếch núp lùm đó. Còn cái này giờ mình tận dụng mấy cái xả, một cái cọng bỏ hồi nãy nó cứ ngắt à, chiên nó ăn đâu được. Cái xả non nó chiên nó ăn luôn, nó giòn. Cái nào ớt vô thịt hết ạ. Lấy cho con miếng thịt. Có. Nấu kìa. Ông ớt. Ông ớt để nứt. Con mắm này kẹo nè, không có pha nước. Cạp ăn. Súng răng xuống rồi đâu. Súng răng hết cạp. Đâu có. Súng răng. Đâu phải súng răng đâu. Là sao? Vậy chứ sao chống lỏng chứ? Thôi răng. Hai răng. Con thịt này á. Ủa, cạp đi, nhai đi. Thôi cạp đi. Ủa, sợ không? Con chuột để là còn nửa con rồi. Hai bảy có khách rồi, bảy không về ăn được. Khách sửa xe rồi. Chị bảy mới về tới. Chắc chị bảy ăn cơm rồi. Xào cũng rất ngon, bữa nay có măng nữa thêm ngon nữa. Măng nó giòn.
nấu giò mần nữa. Chào bà con cô bác đi. Giá mình nấu mình để chín nó dai. Nó còn đủ ăn không thấm. Ê Huy ơi. Dạ. Anh ăn Huy ngon quá trời. Nè hủ tiếu xào cuốn nó cắt nè. Hủ tiếu xào là quá ngon quá em. Có ngột hả? Ba. Thưa, không thưa anh chính nè. Bây giờ chỗ. Bây giờ chỗ à? Đã không ngại rồi. Thưa anh chính về hả? Lấy vô xe. Vô xe. Vô xe đấy lúc có dưới gì nữa. Bất bởi gì khách gì đó. Không. Không khách nữa. Chưa tới còn mới. Bạn đi thường non làm gì vậy? Ốc lùm nữa hả? Ốc lùm. Ốc lùm. Ốc lùm. Cầm mùa rí rồi. Mùa rí ăn sống được còn thấy không? Ừ, sống ngon. Một tí rồi lấy dài dữ vậy. Dài dữ vậy. Ai cũng ăn hủ tiếu bỏ quên món này. Ăn hủ tiếu còn ăn cơm nổi hả? Làm nước mắm kẹo. Dạ là nước kẹo hả? Ừ, chứ không có pha nước. Mắm kẹo này uống cũng được. Hôm nay phía bên đàn gái mặc đồ nổi lắm nha. Phía đàn gái nữa. Nổi nè, ra đâu nổi một bữa vậy? Cho chìm vào. Lên nổi lên bữa. Nha con màu đỏ kia nó hợp phải không? Màu đỏ hồng qua có kia che mặt lắm. Nó đậm. Nó đậm này nó đỏ tươi. Màu đỏ em khá đỏ lắm, bữa nay hết thấy đỏ rồi. Có tím hả? Tím mà. Đang thử gom đây. Ăn gom đứt miệng. Này là để trang trí thôi chứ không ăn được. Xã này già quá. Anh lại ăn cơ. Anh lại ăn cơ. Bà cái gốc á, ta đập cái gốc xả non á, lột cái mấy cái bẹ già cho hết lấy cái phần ngon cho mình đập dập, xé tơ ra. Ấy với bột, nhúng với bột á. Chiên nó giòn thôi. Ăn nó mới giòn, mới ngon. Thôi đóng cuốn đi nè, cứng quá trời cuốn nè. Người vô chén nè. Nhà trống cục quá chị ơi. Ừ, nhà trống trống. Em ăn sườn heo ghê ngon không? Ngon. Sườn heo là ngon là gì hả Nguyên? Không cộng nha. Sườn heo gừng lai. Heo gừng nha. Ngon á. Thơm xả. Béo béo. Cái lá cách thì mình ăn lại ngồi lạnh như cái miệng mình nó chắc chắc. Chắc chắc. Nó mới ngon hơn. Nó hơi dạng. Thay đổi rồi nó ăn vậy. Chắc chắc. Trời, món xả là chuyên ăn ngon. Bao lâu ăn món hủ tiếu xào gì? Ngon hả? Ừ. Hay là nước mắm ngon hả? Thì hai cái em bởi với hủ tiếu xào hoài em có chịu. Thôi từ. Nước mắm mà... Nước mắm hay làm kẹo gì nè, không có pha nước lạnh thêm ngon.
nó kẹo cái mình chan ít á, nó không có ướt, nó đậm đà, nó đậm đà, nó không có bị ướt nước. Một lần có ông ba qua với nó ra thì nhậu nhưng ngon là thiếu nước mắm ngon làm đúng không, nước mắm mặn là làm một thứ nước nào với ông mà không thấy gì đó hả. Ông ba qua cùng biết cũng đó hết bắt cái dưới sông nó luôn hả ba. Thiếu gì xuống sốt một đổ lên nè. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Không phải chào. Quay mặt lại chào. Cảm ơn các bạn rồi. Chào, quay mặt lại đó hả?